Xin chào mọi người đến với chương trình Thử thách đường phố chơi hay lượm tiền. Chương trình do Madison Media Group thực hiện và được phát sóng trên nền tảng YouTube của Madison Media Group. Và ngày hôm nay thì Phát đang thực hiện một thử thách, tôi nói trăm go luôn mọi người ơi. Đây là một cái chiếc gậy lò xo và mỗi chiếc gậy tương ứng với lại một cái số ký nhất định. À, hiện tại cái cây của Phát đang cầm là 40 kg nè. Đang muốn tụt cái cáp luôn mọi người. Khó quá. Yeah, ngày hôm nay với thử thách khó nhằn này, Phát xin mời đến một nhân vật vô cùng đặc biệt, một người anh trong nghề. Đó chính là diễn viên Lợi Trần. Yeah. Yes. Dữ vậy sao? Mình là Lợi Trần. Và hôm nay, Lợi có mang đến đây một cái huyết lồng đào. Giới thiệu cho Phát. Hello Phát. Dạ, lâu quá mới gặp. Anh Lợi Trần đến với thử thách đường phố thì không biết là cảm xúc của anh như thế nào ạ? Hôm nay anh cảm thấy rất là vui. Vì là cái game này thì anh thấy là bữa giờ rất là trend. Thì anh chưa bao giờ thử. Nhưng mà hôm nay anh có mang đến đây một cái huyết lông đao này. Ngày trước thì có đồ lông đao thì bây giờ có huyết lông đao này. Muốn đến đây để mà anh thách thức những anh em ở đây. Cây này thì anh thấy là ở Việt Nam mình chỉ có mấy người làm được thôi. Cho em mượn cái cây của anh được không? Ok. Dạ. Rồi em thử đi. Wow, ok. Anh không biết là nãy giờ em làm được. Anh nghĩ là em làm được đó. Được chứ. Em xin ra là để cầm cái cây này nhiêu ký anh? Cái này chỉ có 120 kg thôi. Té lần hai. Sao đâu? Anh té nhiều lắm rồi. Anh nói cái cây này tên gì? Cái này có tên là huyết lông đao. Mình nghĩ cái cây này phải đầy đủ đó là xuất huyết bao tử đao. Anh nghĩ vậy. Nói chung là thử thách mà. Thử thách thì phải khó mới thử thách chứ đúng không? Đúng rồi. Dễ quá ai thử thách làm gì. Và ngày hôm nay Võ Tấn Phát và diễn viên Lợi Trần sẽ đi tìm người coi như có thể bẻ được cái cây huyết lông đao nặng 120 kg. Yeah. Let's go. Let's go. Luật chơi như sau: tất cả mọi người khi tham gia chương trình đều sẽ nhận được quà, và với các mức thử thách khác nhau thì giá trị quà tặng sẽ khác nhau. Ở thử thách lò xo, 30 kg sẽ nhận được một chiếc áo, 40 kg 100.000 đồng, 60 kg 200.000 đồng, 80 kg 300.000 đồng, 100 kg 1.000.000 đồng và 120 kg là 1.500.000 đồng. Hello đồng chí Lợi Trần nghe rõ trả lời. Ok, kia rõ. Hiện tại là tôi đang thấy một đối tượng nằm ở 16 độ vĩ bắc, 15 độ kinh đông. Đối tượng này có thể bẻ thẳng thành công. Ngay bây giờ yêu cầu đồng chí Lợi Trần áp sát tiếp cận đối tượng. Nghe đó. Thì thấy bạn thì ở gần tụi mình nhất nên là thôi tấp vô làm liều luôn. Em ngại lên ống kính lắm á anh. Ngại lắm. Dạ. Ngại dữ chưa? Ngại. Thấy là canh gốc rồi, chuẩn lắm. Thế đó tôi nói là hết ngại rồi đó bạn. Dạ. Thì không biết là bạn tên gì nha? Em tên là Nhật. Em ở Hồ Chí Minh ạ. Hồ Chí Minh. Dạ. Nhật đang làm công việc gì Nhật? Em hiện tại là một người sáng tạo nội dung trên TikTok. Ngày hôm nay Võ Tấn Phát và anh Lợi Trần có một thử thách nho nhỏ. Đó chính là thử thách mang tên bẻ thẳng thành công. Nghe nó cũng quen thuộc với em lắm. Quen thuộc với em á? Tại vì em thì cũng hay bẻ thẳng này kia lắm. Là em có ngại dữ chưa? Bẻ quần miếng dữ lắm. Ủa thường là mình bẻ cái gì mà từ thẳng thành công? Bẻ chai. Đây chính là cái gậy lò xo. Và cũng chính là thử thách của chương trình Thử thách đường phố. Từ cây thẳng thành cái cây cong. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Và giữ nó trong vòng khoảng 3 giây thì coi như là chúng ta vượt qua thử thách. Số ký ở đây không phải là cái cân nặng của cái gậy lò xo này, mà cái số ký chính là cái lực mà chúng ta tác dụng lên. Ví dụ như là 30 kg thì cái lực mà chúng ta có thể bẻ gãy cái cây gậy lò xo này thì nó bằng với 30 kg tạ. 30 kg nếu như bạn bẻ được á thì sẽ tặng cho bạn được một chiếc áo thun để bạn đi tập. Đấy. Em chọn cái thấp nhất đi, tại nhìn em vậy nó cũng hơi yếu đuối lắm anh, sợ không nổi. Ok, vậy bây giờ anh mời em sẽ thử thách với 30 kg trước ha. 2, 3, bắt đầu. Xin chào, xin chào, mình lên. Cố lên Kiệt ơi, cố lên. Nhiễn này. Nó thử chưa? Bẻ đi, đi về trước. Anh đâu hết. Cây vô đầu. Trời ơi, nó quýnh tôi luôn rồi. Ủa? Ôi trời ơi. Vậy là Phát được tặng một chiếc áo.
Dạ. Áo đâu rồi anh? Áo của anh đang mặc. Ủa cái này là 30 kg. Bây giờ nhiệt thử lại một lần. Nhiệt thử liền. Có thể là nhiệt được mà. Nói miếu mà. In. Đúng rồi, bỏ cái chân qua. Đúng rồi Nhật ơi. Đúng rồi, đúng rồi. Thành cuối đúng không? Cuối luôn, ok. Rồi. Rồi, đó. Đó, như vậy được không? Rút cái giò ra. Đúng không? Mày rút cái giò ra là cá luôn. Hoặc là nó bún vô mà. Bây giờ là... Nó nắm đầu luôn, luôn quá. Luôn quá kìa. Luôn cái giò đó. Ồ, làm sao? Làm sao đây, làm sao đây? Luôn cái giò quá. Cố lên, cố lên. Tâm lý nha, giữ tâm lý, giữ tâm lý. Trời ơi, ông lẽ giờ hỏi chương trình làm như đó mình cho 50 được không? Thấy thương quá à, sự cố gắng của bạn. Và bây giờ sẽ là một phần quà đến từ thương hiệu áo Uplau dành tặng cho bạn Nhật nha. Bác nghĩ là vừa form với bạn luôn đó. Đó. Rồi. Quá ok. Bạn Nhật đã chấp nhận thử thách của thử thách đường phố. Và em nghĩ là ở giữa phòng gym như thế này thì để tìm người thực hiện được cái thử thách này nó cũng không phải là cái chuyện khó đâu. Hy vọng là chúng ta tìm được ha. Bây giờ tôi xin lỗi anh. Dạ. Em bên chương trình đó thì em vô tình em đi ngang em đụng phải anh đó. Thì em hy vọng là anh đụng lại tụi em. Dạ. Mình bắt làm thử thách luôn đi ha. Vậy thì em có cái gậy lò xo. Cái gậy lò xo này chính là thử thách đường phố thì có những cái mức săn dằn với những cái giải thưởng. Dạ. Đó. Cơ bản cái mức thấp nhất là 30 kg. Thì nếu mà anh vượt qua thử thách thì sẽ có một cái áo đến từ chương trình. Anh chấp nhận thử thách không ạ? Ok, để mình thử tại mình chưa bẻ này bây giờ chưa. Ok. Dạ, ok anh. Ok. Bẻ thẳng thành công nha anh. Dạ. Và thử thách dành cho anh gì? Bắt đầu. Anh mẹ trong vòng không vứt không một giây. Nó chớp nháy nó lẹo quá. Ngon lành. Nếu như anh muốn tiếp tục thử thách sẽ lên là 40 kg thì anh sẽ có ngay 100.000 đồng, 60 kg 200.000, 80 kg 300.000 và 100 kg là lụm 1.000 triệu bỏ túi. Ok, giờ anh muốn tiếp tục thử thách không? Rồi đó. Okay. Giờ là bao nhiêu ký nè? Rồi lên sẵn 60 luôn không? Mình thử 60 đi. Thử 60 luôn ha. Và bây giờ sẽ là thử thách dành cho anh Nghi với mức đó chính là 60 kg. Vô đi. Quá xuất sắc cả nhà ơi, quá xuất sắc. Đã vượt qua thử thách của chương trình với mức đó là 60 kg. Và đây là phần thưởng dành cho anh 200.000 và một chiếc áo. Yeah. Chúc mừng anh Nhi. Chúc mừng Nhi. Dạ. Anh xin áo hơn có thể đi chơi và có thể đi tập được luôn. Rồi. Xin lỗi chào anh chị à. Dạ em. Dạ em chào anh. Dạ chị. Tụi em đến với chương trình là thử thách đường phố. Dạ em là Phát, đây là anh Lợi Trần. Dạ không biết là anh tên gì và đến từ đâu ha? Tên Vũ thì anh là một huấn luyện viên xung quanh của bạn. Ngày hôm nay thì tụi em có một cái thử thách nhỏ nhỏ, đó chính là một cái chiếc gậy lò xo như thế này. Đây. Ủa? Anh Vũ mà. Tại em thấy anh Vũ em muốn lấy cái cây huyết rồng hồi nãy của anh. Nó bự hơn á. Nó bự hơn huyết rồng hả? Bây giờ mình hỏi anh Vũ đi ha. Thì mình hỏi anh Vũ đi. Không biết là bây giờ là anh muốn chấp nhận là mức ký là bao nhiêu? 60 kg trước đi, lên từ từ. Anh lên từ từ, 60 kg. Anh rất là khiêm tốn nha. Này là mức cơ bản khởi động của anh rồi nha. Dạ. Quá tuyệt vời. 60 kg lầm liền. Anh lập điển thì mình cũng phải rút rẻ 1, 2. 60 kg là như ta, 60 kg là như ta 200 đúng không? 200.000. Đây. Dạ. 60 kg còn thưởng 200.000. Rồi bây giờ là anh cũng muốn là nâng lên mức tạ không? Thử cái 80 đi anh à, thử cái 80 nè. 80 với 100 anh muốn thế nào? 80 rồi, 80. Có mất gì không? Không mất gì hết. Nếu mà thua là mà mất mặt thôi. Chỉ là mất em thôi chị. Dạ. Chứ không mất gì. Ok. Rồi bây giờ là với 80 và 100 anh chọn mức nào? 80 thì... 80 là có 300 ngàn nữa. Làm nói thì lên 100. Ok, rồi 80. 80 kg nha mọi người. Nhìn nó cũng khác nhiều hết. Nhưng mà để bẻ được cái cây này thì cái lực nó phải kinh khủng lắm. Rồi. Cố lên chủ ơi. Cố lên. Cố lên chủ. 300 ngàn đó. Cố lên chủ. Tuyệt vời quá mọi người ơi. Khi càng đi sâu vào thì mình thấy là nhiều cao thủ bắt đầu xuất hiện rồi. Đó em nói rồi, ở trong phòng gym là cao thủ ẩn danh không à. Cao thủ ẩn danh. 1 2
Ba. À. 300 ngàn tôi rói rói trả. Dạ. Tặng cho anh. Anh nghĩ sao vậy? 100 ký. Còn 100 ký. 100 ký. Hơi đặng không sao anh. Không được thì thôi mình thử thôi. À, mất gì đâu, mất sức thôi. Ừ. Ok. Thử luôn ha. Em rất hy vọng là anh sẽ vượt qua thử thách này để đến cái viết lông nào của em. Dạ. À, bắt đầu luôn ha anh. Ok. Thủ lên chú ơi. Wait. Ráng lên, ráng lên. Một lần nữa. Chúc mừng anh đã vượt qua hai thử thách của chương trình, nhận được 500.000 và một chiếc áo đến từ thương hiệu Uplao. Dạ. Đây, một chiếc áo xin phép tặng cho anh Vũ. Dạ. Yeah. Cảm ơn anh Vũ đã đến với chương trình thử thách đường phố. Dạ, yeah, cảm ơn anh rất là nhiều. Nha, chúc anh có nhiều sức khỏe. Yeah. Cây viết lồng đào vẫn chưa có người chạm tới. À, cũng hơi tiếc anh ha. Đúng rồi, tiếc á. Nhưng không sao. Nhưng mà anh nghĩ đi càng sâu thì cao thủ ẩn danh. Bây giờ ẩn ở đâu mình mò ra tới đó. Ây da. À, lại đây. Tiền này. Mình nghĩ là chị này đâu có bước gì nữa. Chị hãy bước đến cuộc đời hai đứa mình đi. Đó nè. Ok, để dạ. Thôi chị. Dạ. Thôi chị. Cao thủ xinh đẹp quá. Cao thủ này xinh đẹp quá. Anh ơi, mình làm nhiệm vụ đi anh. Ô vậy anh. Mình đưa cái mic cho chị nói chuyện đi. Tự nhiên anh thấy người đẹp cái tùng rùng rùng. Anh rùng đúng không? Anh và Phát đến từ chương trình thử thách đường phố. Và hôm nay rất là vui khi gặp được em. Là không biết em tên gì và em đã tập gym được bao nhiêu lâu rồi ạ? Dạ, em tên là Khe. Em tập gym khoảng được 1.5 năm ạ. 1.5 năm rồi. Phát và Lợi Trần có một cái thử thách. Đó chính là chúng ta sẽ bẻ cong chiếc gậy lò xo. Ngoài những chiếc gậy thần thánh của chúng tôi. Ai. Rồi, cái cây gậy này sẽ có cơ bản thấp nhất là 30 kg. Nếu như vượt qua chúng ta sẽ có được một chiếc áo đến từ thương hiệu Uplao. Rồi, bây giờ bạn muốn thử sức không? Dạ. 30 kg ha. 30 kg trước thôi em ha. Đi. Ok. Thủ lên em. Anh lại. Thủ lên em. Thần đâu. Wow. Trời ơi. Anh nghĩ là sắp được rồi đó. Em thở đi. Không, mà thật sự là rất là khỏe nha. Dạ. Với sức của một người nữ như vậy là quá tuyệt vời rồi. Bạn đã nhận được một phần thưởng đến từ chương trình, đó chính là một chiếc áo đến từ Uplao. Anh nghĩ là riêng nam 30 kg thì tặng một chiếc áo thôi. Nhưng mà nữ thì anh nghĩ chắc là phải được đặt cách hơn 100.000 kèm theo. Dạ, và số tiền đó lấy từ tiền lương. Đúng rồi, cũng được đó. Tại vì anh cảm thấy là rất là hâm mộ một bạn nữ như thế này. Hồi nãy bạn nam làm không được, nhưng mà bạn nữ làm được. Chương trình cũng sẽ ưu ái dành tặng cho bạn một món quà, đó là chiếc áo đến từ Uplao và 100.000 tiền thưởng nóng. Đây. Rồi, chúc mừng bạn. Đây, một chiếc áo rất là xinh đẹp nữa. Tấn Phát cũng như anh Lợi Trần sẽ tiếp tục đi tìm cao thủ có thể bẻ gãy được cây thanh huyết rồng mà... Cái gì vậy? Anh ơi, mình đang hướng dẫn, mình đang giới thiệu, mình đừng có tự nhiên anh nhịp dò như mất lịch sử lắm. Em nhìn bên phải đi. Cái gì? Sao tụi nó xuất hiện rồi? Thì... Thì mình vác cây 100 sẵn chờ mấy ảnh đi. Không, em qua bển lên sao? Anh nói gì sai, anh bẻ đầu em. Anh cũng vậy. Ngay bây giờ, xin mời mọi người cùng theo chân của Tấn Phát và anh Lợi Trần. À, chúng ta sẽ tiếp tục với thử thách đường phố. Xin mời. Dạ, em chào anh. Hello. Dạ, em là Phát, anh đây là Lợi Trần. Dạ, dạ em đến được chương trình là thử thách đường phố. À, không biết là anh tên gì ạ? Anh làm hàng báo. Anh báo? Yes. Dạ. Công việc hiện tại của anh là gì? Hiện tại mình đang là vận động viên và là huấn luyện viên personal trainer. Wow. Vận động viên luôn hả anh? Đúng rồi. Dạ. Thì em thấy nhiều cao thủ ẩn danh giống như anh báo vậy đó. Dạ. Thế là em với Phát các bạn tính với nhau rồi. Dạ. Là cầm cây một sĩ. Trời ơi, cứu tôi. Anh ơi, hình như em cao thủ nữa rồi. Anh. Dạ. Anh. Dạ. Idol. Trời ơi. Ôi, chào mừng các bạn. Ê, chào hai đầu. Chào anh. Lỡ rồi phát ra. Ráng ngang luôn. Để em làm quen coi. Đúng rồi, dạ, đúng rồi. Em chào anh. Tụi em đến từ chương trình thử thách đường phố. Không biết là anh tên gì và anh đang làm công việc gì ạ? Anh tên Huy. Huy. Ở thùng. Anh ở không mà. Cái bộ anh ốm quá anh. Ơi. Cái tướng vậy là nhiều người muốn ở không lắm. Và nếu như anh báo đồng ý thực hiện thử thách rồi, không biết là anh Huy. Có thể nào mà dành một vài phút để mà thực hiện cùng tụi em cho vui không?
Ủa ta, ok. Ủa ta, ok. Ủa, mà suy nghĩ dữ chứ anh trời. Suy nghĩ rất là tỉ luôn. Nhưng mà tại vì cái đầu nhảy số nhanh quá nên mới trả lời nhanh vậy thôi. Vậy anh chất như vậy là biết anh trả lời chất rồi. Rồi, yes. Để làm cho cái thử thách của mình nó càng kịch tính hơn nữa thì mời hai anh thách đấu với nhau đi. Hai anh cũng chơi khác cái game hồi nãy luôn. Thay vì mình thách đấu với từng người thì bây giờ hai anh thách đấu với nhau càng kịch tính càng hay hơn nữa. Vậy thì bây giờ đây là cái... Ủa này là bao nhiêu anh? 100kg. Nhưng mà em cũng chia sẻ với anh Huy với anh Báo là thì em có giác cây quyết lòng đào theo. Là 120kg. Là 120kg. Em hy vọng là hai anh chạm tới 100kg thì xong cái anh chạm tới cái quyết lòng đào của em. Dạ. Thì em xin phép trao lại cho hai người anh. Dạ. Từng người sẽ lần lượt bẻ cong chiếc gậy này và trong thời gian ai nhanh nhất thì người đó sẽ giành chiến thắng. Dạ. Ok, không biết là anh nào thì trước ạ. À? Mình xin phép. Anh Báo trước, anh Báo. Mời anh Báo. Dạ. Thử thách bẻ gậy dành cho anh Báo với mức đó là 100kg. 3, 2, 1, bắt đầu. Vô Báo. Anh ơi, giữ nè. Cố lên Tư ơi. Cố lên Báo. Không sao đâu ơi. Báo em chạy đúng không? Em chạy cho em. Yeah. Cố lên Báo ơi. Không sao Báo ơi. Bảy hai bên vô. Ủa, kèm nghịch quá. Khó quá hả? Khó quá, Báo, chịu quá. Dạ. 28 giây. Rồi, và bây giờ sẽ là phần thử thách đến từ anh Huy. Với mức đó là 100kg. Và bây giờ, thời gian dành cho anh Huy. 3, 2, 1, bắt đầu. Huy ơi! Huy ơi! Quá được rồi anh Huy ơi. Không biết nói gì nữa. Ơi, không biết nói gì hơn. Dạ. Quá trời xuất sắc rồi. Cứu anh này. Anh em ơi cho anh Huy chạy vô tay được không ạ? À, quá xuất sắc rồi. Và như vậy là anh Huy đã vượt qua thử thách của chương trình. Ngay bây giờ đó, thượng nóng luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hiểu. Dạ, đếm lại nha anh. Dạ, tiền bánh. Dạ, 1 triệu đã thuộc về anh Huy. Và kèm theo đó là 2 phần quà dành cho anh Báo và anh Huy. Đó lên coi. Rồi, đúng rồi, tình anh em. 2 chiếc áo đến từ Upload. Chương trình có tặng 2 chiếc áo cho anh Huy và anh Báo. Dạ. Dạ. Cảm ơn. Ở từ đầu chương trình là anh Lợi có mang tới đây là một cái cây quyết lòng đào là 120kg đúng không? Dạ, dạ, dạ. Anh muốn thử luôn cây... Thử luôn hả? Và cây quyết lòng đào ơi. Dạ, lên đi. Dạ. Mình có thể có tiền rồi, sao? Dạ, yeah, dạ, yeah, yeah. Em nghĩ anh cầm... Em nghĩ anh cầm tới cây này á là... Tất cả mọi người đều nể trọng anh rồi. Dạ. Yeah. Anh ơi! Bập về! Ok! Rồi! Go! Và bây giờ... Action! Thử thách đặc biệt dành cho anh Huy. Với mức đó chính là 120kg. Không biết là anh sẵn sàng chưa? Và trước khi mà sẵn sàng anh cho mọi người vỗ tay cái ủng hộ cho anh Huy. Đấy, mọi người ơi. Và bây giờ thử thách 3, 2, 1, bắt đầu. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, ở chậm nặng quá. Cái loại nãy là do anh sử dụng sức nhiều quá với lại là mức 100kg. Cho nên là 120kg hơi đuối xíu. Hy vọng lần tới gặp lại anh là anh có thể phá vỡ kỷ lục 120kg. Dạ. Ok. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Có được lại đúng không? Có chứ. Đi với thử thách tiếp theo nha. Ok. Cảm ơn mọi người. Rồi, đặt tiếp thôi. Yeah. Một người trẻ rất đẹp trai. Em xin lỗi anh. Xin chào. Tụi em đến từ chương trình là thử thách đường phố. Thì không biết là có thể làm phiền một chút xíu thời gian của anh được không ạ? Dạ. Anh tên gì và đến từ đâu hả? Dạ, mình tên là Phan Hùng Vinh ở Sài Gòn. Anh Hùng Vinh. Và ngày hôm nay thì thử thách đường phố có một cái thử thách đó là với những chiếc gậy tương ứng là 30kg, 40kg, 60kg, 80kg và 100kg. Nếu như bạn có thể bẻ cong chiếc gậy đó thì chúng ta sẽ có được những phần thưởng đến từ chương trình. Bạn muốn thử thách với mức tạ nào? 80. À, à.
bạn có lộn không, mình khởi động hay là mình không thích. Em vô 80 luôn. Thôi được, rớt rẻ vậy luôn. Ok, rớt rẻ, rớt rẻ. Đây trên tay Võ Tất Phát đang là cây tạ với lại cây gậy chứ. Cây gậy với tương đương với mức tạ là 80 kg. Trao chiếc gậy này cho Hùng Minh nha. Cái tuổi trẻ tài cao anh ơi, em tin là Hùng Minh có thể làm được. Vậy thì anh em mình là anh nói chung là cũng xem em á, thì lớn em cỡ con giáp thôi. Thì đại diện con ngựa thì em làm cái cho anh nở mực nửa mày cái chơi. Ok. Dạ ok. 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 Và thử thách bắt đầu. Trời ơi. Anh diễn quá. Anh diễn quá Minh ơi. Một cái một luôn. Nói tuyệt vời. Nói tuyệt vời. Trời ơi, choáng váng quá. Ây da. Tại sao nãy em không chọn 100 luôn đi, lấy 1 triệu luôn. Ủa, cô cứ hỏi mà. Cái này là coi như là 300 tươi luôn nè. 200. 300. Rồi, bây giờ anh giữ đây nè. Bây giờ là muốn tiếp tục thử thách không? Dạ không rồi. Thôi ha, là mình quyết định là giữ 80 thôi. Ủa, đúng rồi, đợt mấy giờ cũng lâu rồi, mất sức. Ok, không sao. Rồi, ok, 300 ngàn. 300 ngàn và một chiếc áo đến từ chương trình. Dạ. Dành tặng cho mình nha, cảm ơn mình rất là nhiều. Đây. Cảm ơn mình đã đến với chương trình. Dạ. Và xin được cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành cùng với chương trình Thử thách đường phố chơi hay lũng tiền. Chương trình do Madison Media Group thực hiện và được phát sóng trên nền tảng YouTube của Madison Media Group. Và xin được cảm ơn sự đồng hành đến từ nhãn hàng thời trang cao cấp Upload. Xin chào và hẹn gặp lại ở những số phát sóng tiếp theo để cùng đón nhận được những thử thách mới nhất nha. Xin chào.